Bầu Đức chỉ trích hàng loạt cái ngu của huấn luyện viên Chu Dê khiến VFF bẽ mặt, sa thải ngay lập tức. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn không mấy sáng sủa, những lời chỉ trích từ Bầu Đức, một trong những người có ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá Việt Nam, đối với huấn luyện viên Philip Chu Dê đang làm dấy lên những thắc mắc và sự không hài lòng rộng rãi. Sau 3 trận thua liên tiếp trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, cùng với thất bại tối qua trước Iraq, sự không ổn định và thiếu hiệu quả trong quản lý đội tuyển của Chu Dê dường như đã lộ rõ. Bầu Đức, người nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn và đôi khi gai gắt trong giới bóng đá, đã không ngần ngại chỉ trích cách huấn luyện và lựa chọn cầu thủ của Chu Dê. Ông nhấn mạnh rằng VFF cần phải sa thải ngay huấn luyện viên người Pháp để cứu vãn tương lai của đội tuyển. Theo quan điểm của Bầu Đức, quyết định không sử dụng những cầu thủ xuất sắc và có kinh nghiệm như Hoàng Đức, Hồng Dũng là minh chứng cho sự thiếu hiểu biết và bảo thủ của Chu Dê. Những lời bào chữa của Chu Dê sau trận thua trước Iraq càng khiến người hâm mộ và giới chuyên môn thêm phần nghi ngờ về năng lực của ông. Việc ông ca ngợi Hoàng Đức là cầu thủ số 1 của bóng đá Việt Nam nhưng lại không sử dụng cầu thủ này trong hai trận đấu quan trọng là một điểm mâu thuẫn rõ ràng. Hơn nữa, việc đổ lỗi cho điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất cũng không thể giải thích cho việc đội tuyển Việt Nam không thể thực hiện một cú sút về phía khung thành của đội tuyển Iraq. Không chỉ dừng lại ở việc không sử dụng những cầu thủ chủ chốt, Chu Dê còn gây tranh cãi với quyết định đưa vào sân những cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Trong khi kinh nghiệm và đẳng cấp của những trụ cột đã được chứng minh qua nhiều năm chinh chiến, việc lựa chọn những gương mặt non trẻ đã dẫn đến những kết quả không như mong đợi cho đội tuyển. Sự thiếu ổn định này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu mà còn gây ra sự mất niềm tin từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn. Bầu Đức và nhiều người khác trong giới bóng đá đã chỉ trích gay gắt VFF về quyết định tuyển dụng Chu Dê. Những thất bại của ông ở các đội bóng trước đây như Qatar, Mexico, Maroc và đặc biệt tại câu lạc bộ Thâm Quyến, nơi ông bị sa thải chỉ sau vài trận, làm dấy lên câu hỏi về cơ sở và tiêu chí mà VFF dựa vào để chọn lựa Chu Dê cho vị trí huấn luyện viên đội tuyển. Thêm vào đó, việc ký kết hợp đồng có thời hạn lên đến 3 năm với mức lương là 60.000 đô la Mỹ một tháng cho một huấn luyện viên có phong cách bảo thủ và thiếu sự linh hoạt đã gây ra nhiều tranh cãi đối với nhiều người đây là một sự đầu tư không hiệu quả và không phản ánh đúng giá trị thực sự mà chu dê mang lại sự không hài lòng này càng trở nên sâu sắc khi kết quả thi đấu của đội tuyển không đạt như kỳ vọng sự bất ổn trong quản lý nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên chu dê không chỉ phản ánh qua những trận thua mà còn qua cách ông phản ứng với thất bại các bình luận và lý giải sau trận đấu của ông thường thiếu thuyết phục và đôi khi mâu thuẫn như trong trường hợp của tiền vệ hoàng đức Việc một cầu thủ được đánh giá cao nhưng lại không được sử dụng trên sân đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về phương pháp đánh giá và lựa chọn cầu thủ của Chu Dê. Hơn nữa, việc đổ lỗi cho điều kiện sân cỏ và cơ sở vật chất cho thấy sự thiếu chịu trách nhiệm và khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Trong bất kỳ trận đấu nào, điều kiện sân cỏ là nhân tố bên ngoài không thể kiểm soát và một huấn luyện viên cần phải có khả năng điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với mọi tình huống. Việc không làm được điều này và sau đó đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài chỉ càng làm gia tăng sự thất vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn. Những vấn đề này cùng với lịch sử không mấy ấn tượng của Chu Dê tại các câu lạc bộ trước đây đặt ra câu hỏi lớn về quyết định tuyển dụng của VFF. Việc chọn một huấn luyện viên với phong cách bảo thủ có quá khứ không ổn định và sau đó trả cho ông một mức lương cao gây nghi ngờ về tiêu chí và quy trình lựa chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sự phẫn nộ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đạt đến đỉnh điểm sau chuỗi kết quả không mấy khả quan của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzy. Làn sóng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF sa thải ngay lập tức vị huấn luyện viên người Pháp này, không chỉ xuất phát từ những thất bại trên sân cỏ mà còn từ sự không hài lòng về phong cách quản lý và chiến thuật của ông. Người hâm mộ vốn nổi tiếng với niềm đam mê và sự hỗ trợ nồng nhiệt cho đội tuyển đã không giấu được sự thất vọng sâu sắc từ các diễn đàn trực tuyến đến các mạng xã hội tiếng nói của họ đã trở thành một hiện tượng không thể phớt lờ phản ánh một tâm trạng chung của cộng đồng yêu bóng đá việt nam sự không hài lòng này xuất phát từ việc đội tuyển không thể hiện được phong độ ổn định cũng như thiếu vắng những chiến thuật rõ ràng và hiệu quả trong các trận đấu quan trọng nhiều người hâm mộ cảm thấy rằng chu dê đã không thể khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ và thậm chí làm lãng phí tài năng của họ các chuyên gia và nhà phân tích bóng đá cũng đưa ra nhận định rằng mặc dù chu dê có bề dày kinh nghiệm huấn luyện ông dường như không phù hợp với bóng đá việt nam ở thời điểm hiện tại những quyết định về nhân sự và chiến thuật của ông thường xuyên gây tranh cãi không những không phát huy được tối đa sức mạnh của đội tuyển mà còn làm mất đi bản sắc của đội bóng yêu cầu sa thải huấn luyện viên chu dê không chỉ là phản ứng tức thời trước những thất bại mà còn là biểu hiện của mong muốn thấy sự thay đổi và cải thiện Người hâm mộ và giới chuyên môn đang kỳ vọng một sự lựa chọn hợp lý hơn từ VFF, một quyết định có thể tái định hình tương lai của bóng đá Việt Nam, đồng thời phục hồi niềm tin và sự hỗ trợ từ người hâm mộ. Theo thống kê trận đấu với đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam không tung ra được cú sút nào xuyên suốt trận đấu. Các học trò của huấn luyện viên Chu Dê kiểm soát bóng trung bình 44%. Đội tuyển Việt Nam có những tình huống tấn công trong trận đấu, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ không thể tung ra được cú sút về phía khung thành của đối thủ. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng phải nhận tổng cộng là 5 tấm thẻ vàng. Trong khi đó, đội tuyển Iraq kiểm soát bóng 56%, tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có tới 8 cú sút trúng đích. Đặng Văn Lâm cũng có ngày làm việc vất vả khi phải cứu thua 7 lần trong suốt trận đấu. Sau trận đấu với Iraq, các cầu thủ Việt Nam sẽ trở về để thi đấu trong màu áo câu lạc bộ. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 12. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại Qatar. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng D với Nhật Bản và hai đối thủ đã quen mặt như Iraq, Indonesia. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Je sẽ đá vòng bảng Asian Cup từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 1 năm 2024, lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1, gặp Indonesia ngày 19 tháng 1 và gặp Iraq ngày 24 tháng 1. Vòng chung kết Asian Cup 2023 có 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội xếp đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Với thể thức thi đấu như vậy, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng giành quyền vào vòng 16 đội. Tại kỳ Asian Cup gần nhất vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vào đến tứ kết, lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á. Còn ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trở lại vào tháng 3 năm 2024. Trong hai trận đấu tiếp theo, đội bóng của huấn luyện viên Chu Di sẽ chạm trán với Indonesia, lần lượt trên sân khách vào ngày 21 tháng 3 và trên sân nhà vào ngày 26 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam đang có 3 điểm và hiệu số là dương 1, xếp nhì bảng F. Iraq xếp nhất bảng với 6 điểm, Philippines đứng thứ 3 với 1 điểm, hiệu số là âm 2, còn Indonesia chót bảng với 1 điểm, hiệu số là âm 4. Báo Iraq bình luận khi đội nhà thắng nghẹt thở tuyển Việt Nam. Nhiều tờ báo của Iraq đã tỏ ra hân hoan khi chứng kiến đội nhà thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Trong trận đấu ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Iraq đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tưởng chừng như hai đội rời sân với tỷ số hòa không đều, thì đúng vào những giây cuối cùng Mohanad Ali đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất giúp Iraq giành chiến thắng. Thầy trò huấn luyện viên Jesus Kassad đã ăn mừng điên cuồng ngay sau bàn thắng quý hơn vàng này. Báo giới Iraq cũng vô cùng vui mừng sau khi chứng kiến chiến thắng nghẹt thở của đội nhà trước đoàn quân huấn luyện viên chủ rể. Tờ Win Win giật tít. Cú đấm chí mạng của Iraq giành chiến thắng quý giá trước đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này bình luận. Đội tuyển Iraq đã tạo ra sức ép lớn trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng cả đội chỉ thực sự vỡ hòa cảm xúc sau cú đánh đầu của Mohannad Ali ở phút 90 cộng 7. Chiến thắng này đã giúp Iraq tiến bước dài trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng F. Họ đã giành trọn vẹn 6 điểm sau hai chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tờ In Iraq có trụ sở tại Baghdad bình luận. Đội tuyển Iraq đã hoàn thành nhiệm vụ kép khi giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Trước trận đấu, nhiều chuyên gia lo ngại về hàng thủ của Iraq nhưng họ đã khắc phục rất tốt điểm yếu này. Tờ An Masra gọi bàn thắng của Mohanad Ali là cú ra đòn chí mạng. Họ đánh giá đội nhà đã chơi tốt, dù không thể chọc thủng lưới những chiến binh sao vàng. Trong suốt 96 phút thi đấu, pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Mohanad Ali là thành quả cho những nỗ lực của Iraq. Một tờ báo khác của Iraq là An Baai đã dẫn lời phát biểu của huấn luyện viên Jesus Casas sau trận đấu. Ông cho biết, Tôi rất vui với chiến thắng. Đặc biệt tôi hạnh phúc khi Mohanad Ali đã có bàn thắng trong trận đấu này. Cậu ấy đã rời xa đội tuyển quốc gia trong thời gian dài vì chấn thương. Trạng đường phía trước với Iraq ở vòng loại World Cup 2026 vẫn còn rất trông gai. Chúng tôi mới ở giai đoạn đầu. Tôi đánh giá đội tuyển Việt Nam có lứa cầu thủ trẻ chất lượng và có tương lai sáng lạn. Tờ AFA đưa tin, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Iraq Ahmed Al-Mubarak đã gửi lời chúc mừng đội tuyển Iraq sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Ông đánh giá cao nỗ lực và sự bền bỉ của cả đội trong suốt trận đấu. Ông Ahmed Al Mubaka hy vọng đội tuyển Iraq sẽ giành nhiều kết quả tích cực hơn trong tương lai và giành vé tham dự World Cup 2026. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam và Iraq sẽ chờ tới tháng 3 năm sau mới tiếp tục hành trình ở vòng loại World Cup 2026. Tới tháng 1 năm sau, hai đội tiếp tục chạm trán khi nằm chung bảng đấu ở Asian Cup 2023 cùng với Indonesia và Nhật Bản.